Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng hoạt động của các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh vẫn khá ổn định, có nhiều tín hiệu khởi sắc về đơn hàng thị trường xuất khẩu. Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong tuyển dụng và phải đối diện với tình trạng thiếu hụt nguồn lao động. Công ty Rong Oan đóng trên địa bàn xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, hiện có gần 2.000 lao động tham gia sản xuất. Thời gian gần đây, việc sản xuất kinh doanh của công ty thuận lợi, đơn hàng xuất khẩu tăng. Công ty đã đầu tư mở rộng thêm quy mô, nhà xưởng, máy móc và có nhu cầu tuyển dụng tới trên 1.000 lao động. Mặc dù công ty đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, các địa phương lân cận đăng tin tuyển dụng trên các trang mạng xã hội, website, bảo đảm thu nhập cho người lao động mới với mức lương từ 7 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Thế nhưng thực tế, dù đã mở rộng thị trường tuyển dụng sang các địa phương lân cận như các tỉnh Thái Bình, Hà Nam thì vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Công suất tối đa của nhà máy là 3.500 lao động. Tuy nhiên thì hiện tại thì chúng tôi đang có khoảng 1.900 lao động, vẫn còn thiếu khoảng 1.100 lao động. Việc tuyển dụng thì khá là nhiều khó khăn vì trên địa bàn thì có khá nhiều những doanh nghiệp may cũng như là doanh nghiệp khác. Nguồn lao động địa phương cũng khá là cạn kiệt. Theo thông tin từ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, hiện toàn tỉnh có hơn 90 doanh nghiệp dệt may đang tạo việc làm cho khoảng 40.000 người. Tuy nhiên, hiện có nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu bổ sung với tổng số khoảng gần 10.000 lao động. Nguyên nhân việc thiếu hụt là do mức tiền lương, chế độ phúc lợi mà các doanh nghiệp đưa ra vẫn chưa hấp dẫn người lao động. Nhiều doanh nghiệp vẫn làm tăng ca, áp lực công việc lớn. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp ngày càng nhiều đã tạo ra sự cạnh tranh rất lớn trên thị trường lao động. Giải pháp cơ bản mà các doanh nghiệp dệt may đang triển khai nhằm giữ chân lao động sẵn có và thu hút lao động mới đó là đảm bảo mức thu nhập ổn định, thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định, bổ sung những khoản phúc lợi để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động. Về lâu dài, để có nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ trong ngành dệt may, các cơ sở đào tạo nghề cần tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng, trong đó ưu tiên đào tạo lao động ngành dệt may.